mình có câu chuyện về cái rổ mình muốn chia sẻ với các bạn. Rổ AB ha, thì thấy người ta gắn nhiều thì mình cũng đặt mua cái rổ này là 160 các bạn, 160. Nhưng mà khi người ta giao các bạn, mình đặt là F 2010 này nha, nhưng mà khi người ta giao là nó Exeter 150. À, bạn thấy không ạ? Nó 150 đó. Cho nên cái bát nó khác các bạn, cái bát nó khác. Rồi cái gỗ thì mình nghĩ là nó cũng giống nhau thôi, nó là cái gỗ này nè các bạn. Mình một lúc đưa là cái gỗ này ha. Đây gỗ này. Nhưng mà khi mình chia sẻ các bạn thêm, khi mình gắn lên thứ nhất là cái bát nó khác, là gắn không có được nha. Nó cho thêm cái bát chữ U này các bạn, mà chữ U này nó có hai lỗ như vậy, thì sao mình gắn vô cái ốc chỗ cái ba gà của mình có hai lỗ này thì nằm trên đây. Đây với một cái nữa đó, nó cho cái cây này ha, cây này là mình bắt ở dưới đây nè. Bắt cái này mình gị lên, cái này mình gị lên trên cái cổ á, của cái ba gà S50 hoặc là Winner, nó cũng có cái lỗ chỗ này nên bắt vô. Còn chiếc của mình nó hai cái ốc bên đây với bên kia, sao bắt không được, cho nên nó hơi khó và mình cũng hơi phàn nàn. Nhưng mà các bạn người ta bán người ta cũng không có muốn gì đâu, nhưng mà lỡ hay là người ta cố tình vô ý với là mình không biết. Nhưng đôi khi mình nhận rồi thì mình cũng thích khám phá, mình thích phá, nói chung là phá, mình chế đó, thích chế. Rồi bắt đầu mình sẽ chế lại nè, đó là cái gọi như thế này các bạn nè, bạn thấy không ạ? Mình mài bớt ha, mình mài bớt cho cái lòng này nó ôm vô cái này ha, ôm cái này. Cái thứ hai nữa đó là cái bát của người ta đâu có đâu, mình sẽ chế cái bát này. Đây các bạn thấy rõ không, bát này á là mình chế từ cái bát L mà bắt trên tường các bạn. Ra tiệm mình mua nó khoảng 1.000 một cái à, đó mình đập ra cho nó ngay nè, nó hình chữ L các bạn ha. Mình đập ra cho nó ngay, nó ngay cái mình dặn sẵn chỗ này nè, cho nó ôm theo cái má của nó, ôm theo cái má của cái xe của mình, ôm theo cái má này, ôm đây bên bên kia bên ha, ôm theo. Còn cái tính giữa mà nó chỗ này nè, có cái lỗ thì mình cũng vậy các bạn, mình cũng bẻ cái này nè, bạn thấy không ạ? Bẻ cái này đó, cong lên theo chữ L vậy. Đây là mình được, mình sơn đen là các bạn, đừng cho đừng thấy nó xấu, sơn đen lại thì người ta cho mình là bốn con ốc nè các bạn, bốn ốc là mình bắt được một con này, hai con này, con này với con mình bắt ở đây. Nhưng mà xe mình có thì mình bắt zin luôn. Thì sau khi mà mình bắt cái này nè các bạn, bắt cái lỗ này lên ha, bắt cái lỗ này lên các bạn, thì nhìn thấy rất là gọn các bạn, nhìn thấy rất là gọn, khoảng cách này nó rất là xa nè, nó rất là ôm, khoảng cách này rất là xa, nó gần cái rổ của mình nó gọn lại. Còn nếu như mà mình với cái nữa quên mình chia sẻ bạn là mình phải ôm, mình ôm cái này nè, cho nó ôm theo cái đường này nó mới khít nha các bạn, chứ cái rổ của người ta nó không ôm đâu. Ôm thì nó khít, nhìn nó đẹp ha, nhìn nhìn nói chung là nhìn nó rất là đẹp nè các bạn đó, các bạn có thấy rõ không ạ? Nhìn nó đẹp mà nó đủ rộng luôn nha đó. Thì mình nói chung là mình chế gặp trường hợp thì nó khó mà rồi mình đổi gửi lên gửi tới thì thiệt thòi cho anh tao quá, cho nên mình sẽ chế đó, chế cái này với cái này, mua mấy cái bát, ba cái bát 3.000, ốc có sẵn. Giờ này mình gọt, lấy dao hoặc cái gì mình hơi lửa mình gọt cái đó, gọt cái này nè, gọt hai bên cho nó đẹp lại là xong, nó đơn giản các bạn. Còn nếu như mà mình gắn cái lỗ zin của nó thì nó sẽ chặt cái khoảng này nè bạn, chặt cái khoảng này khi mà mình ngồi thì nó rất là khó nha.
nó còn có xíu xíu rồi nè, từ khoảng cách từ đây qua gỗ nè, nó còn rất là nhỏ. Thấy là gỗ nó bự thiệt nhưng mà nhìn nó chật chội, ngã cái gỗ này lên nhìn nó rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ lắp cái gỗ này lên cho các bạn xem nha. Mình tiến hành mình lắp lại các bạn, chìm cho nó một cái lòng đầu ở dưới các bạn, để nó đụng cái dàn áo của mình. Xong một bên như vậy thì mình sẽ tiến hành mình dặn luôn bên kia ha. Rồi thì sau khi mình lắp xong rồi này, các bạn nhìn đi, cái khoảng từ đây cái này nó rộng mà, rất là rộng, mọi thể đều đổi được. Còn mình lắp cái gỗ nguyên của nó sẽ tới đây. Các bạn nhìn ở trong đi, xuống thôi. Còn cái bát này mình giấu rồi. Đó. Đó. Mình chia sẻ các bạn vấn đề đó thôi. Rất là đẹp.